Rồi, mình đang coi thì mình cứ chấm cho em ha. Ngày nào thì em cũng sẽ vào live stream nè, em sẽ tổ chức mini game cho mình chơi. Và thường thì ngày nào em cũng sẽ tặng cho các chị nè, từ 5 đến 10 cái đầm. Đó, 5 đến 10 mẫu đầm cao cấp của nhà em nha. Những cái mẫu đầm này là bên em chỉ tặng thôi chứ không bán. Nếu mà mình muốn sở hữu cái mẫu đầm này thì mình chỉ có thể là vào chơi mini game của em thôi ha. Rồi em chào chị Thúy Huỳnh nè, chào mọi người đang xem live stream của em. Các chị ơi, ai mình đang coi em thì mình cứ chấm liên tục cho em thấy nha. Rồi em chào Fari Thanh Thi nè. Rồi, hôm nay là em sẽ tặng đầm cao cấp cho mấy chị nha. Mẫu đầm em đang mặc cho các chị đây. Đó, cái mẫu đầm này là em có tới 3 màu lận. Và hôm nay thì em sẽ mặc màu đen ha. Ba màu của mình là màu đỏ hồng nè, màu đen và màu trắng. Khi mà mấy chị mà chơi game mà mấy chị được nhận thưởng á thì mấy chị có thể chọn ba màu luôn. Mấy chị có thể chọn ngẫu nhiên một trong ba màu ha. Thích màu nào em tặng anh tặng màu đó cho mấy chị ha. Rồi em chào Thúy Huỳnh nè. Khi